Xin chào các bạn nhá. Năm hết Tết thì cũng đã sắp hết rồi, hôm nay là 11 Tết rồi. Thực sự là sau một cái Tết thì bánh chưng, dưa hành, thịt lợn, các kiểu con đà điểu thì mình rất là ngấy rồi. Ở trong tủ thì vẫn còn nhiều bánh chưng, thịt lợn linh tinh lắm. Thực sự là bụng bây giờ ăn rượu này, với lại bánh chưng với thịt lợn nhiều quá rồi nên là sự là rất là sốt ruột rồi. Bây giờ mình sẽ làm một món ẩm thực để nói chung là toàn là món chay thôi. Nay mình sẽ đi chợ. Đấy. Hôm nay mình sẽ đi chợ để tìm xem có những cái loại rau cỏ gì nó là lạ mình mua về mình nấu ăn để cho nó đỡ sốt ruột các bạn. Đấy. Nha các bạn nha. Mời các bạn đi chợ cùng mình nhé. Giờ mình sẽ đưa các bạn đi chợ nhá. Ok, mời các bạn đi chợ cùng mình nhá. Đây, các bạn thấy con đường từ nhà mình đi chợ có đẹp không? Đây có một cái bản làng nữa, trong này rất là đẹp này. Còn bên này là một dòng sông. Đến cổng chợ rồi các bạn. Đấy, các bạn vào chợ nhá. Đây, chào các bạn nhá. Vâng. Rồi, xả đã. Rồi, chợ đầu năm hình như là ít đồ hơn cuối năm các bạn ạ. Người cũng ít. Một vòng này làm rau gì được, đang đi tìm xem có rau gì lạ không, rau làng, rau bại không, ủi cá sông à chị, ngon nhỉ. Qua vừa mới ăn xong đây, phải đi tìm món rau thôi, hôm nay ăn chay thôi. Chào các bà nhá. Đây, có món rau gì nhỉ? Ăn rau gì được đây? Chào em nhá. Vào đây. Ô đây có cái rau gỗ. Đây có rau rừng này các bạn ạ. Rau này ăn nó khô lắm, gọi là rau gỗ này là khô. Đây có rau gì lạ không chị? Hôm nay còn có món nấm ấy không? Nấm à, có món đấy lạ. Món đấy thì ừ. Hết nấm rồi, không có món nấm gì nhỉ, hôm trước nấm gì nhỉ, nấm đùi gà. Hôm nay chỉ có nấm tai gà thôi à. Ủa, đang làm tí nấm cho nó bổ. Rồi, hôm nay ăn chay nên là ăn nấm cho nó có chất dinh dưỡng nhiều. Hết chỗ đấy. Cái gì này, nấm lấy xào với gì nhỉ? Sao tỏi đấy nhỉ? Tỏi có nhà có rồi. Sao? Sao gừng chứ nhỉ? Hay sao gì nhỉ?
Nấu thịt. Bao tiền đấy? Nấm này bao tiền đấy? 40.000 à? 40.000 cứ nấm. Nấm bây giờ nó hơi đắt, hạt được 2.000 lãi thôi ạ. 40.000 thì 40.000. Ai cũng đeo khẩu trang, mỗi mình không đeo khẩu trang. Sợ. Ở chợ đi lại khách khứa nhiều nên là phải đeo ấy. Mình được túi nấm rồi nhưng mà là không biết bên này có rau gì lạ không? Không có rau gì à? Ăn rau cần nhỉ? Hay cần xào. Rau cần cải song. Chưa thấy có rau gì lạ. Sang bên này không? Bên này có rau gì khác không? Rau lang. Khả năng ăn rau lang cho nó lành. Tranh phần của lợn. Cho hai mớ đi về xào cho nó tương bừng. Súp lơ không thích mấy. Mấy tiền đấy? Hai mớ 10.000 à? Ăn rau của lợn. Rau của lợn ngon. Muốn nấm ở đâu không hả em? Mời kia. Cái này bao tiền một túi? 40 à? Chỗ nào 40 à? Trên này có rau gì lạ không nhỉ? Ôi, toàn tầm bóp rất linh tinh thôi. Thôi hôm nay ăn hai món này thôi. Ôi tôm này bé quá nhỉ? Ô tôm to à? Không có, chỉ có này thôi. Ăn thế thôi. À, họ đang làm tí cà. Cho em một ít cà nhỉ? Cà này bán như nào đấy? Em cho 10.000 đi về ăn dần. Không, hôm nay không ăn đậu. Hôm nay ăn đấy thôi. Hôm nay ăn cà với ăn rau thôi. Có giòn không đấy? Có giòn. Giờ đi chợ là không nhận ra ai và ai nhá nhỉ? Anh bịt mặt thế này. Theo phong trào chứ. Không phải đâu, mình cũng phải tránh ấy. Ở chợ búa mình tiếp xúc nhiều người ấy. Nhưng mà em không đeo quen. Đi đường thì còn đeo được. Đấy, hôm nay mình ăn 3 món này thôi các bạn ạ. Nói chung là nhà có mỗi hai vợ chồng với lại hai đứa con nên là mua 3 món rau lang này với lại nấm như lại món cà. Bây giờ đi về nấu. Như vậy là mình đã đi chợ mua đủ đồ rồi, bây giờ là về nấu thôi. Mình đi chợ thì nhanh lắm, ra thấy thích cái gì là mình lấy. Không những chị em phụ nữ đi phải nâng lên hạ xuống mà mãi mới lấy được, mãi mới chọn được. Ủa lạnh quá. Vùng cao thì mùa này vẫn lạnh nha các bạn nha.
giờ mới là 11 à, tháng riêng thôi. Tháng gì đấy? Là món gì đấy? Cơm. Họ anh nhập cái rau lang này đó, để xào. Này ăn bữa này toàn ăn rau thôi. Đây nha, đây là chị nhà của mình đây nhá các bạn nhá. Đây là em trai. Anh nhặt rau đi. Đó, anh nấu. Món gì đây? Ui, đã bảo không ăn thịt rồi vẫn còn thịt à? Nấm đen có ăn được không? Không ăn được. Sao họ đi hái nấm đen? Để chiếu. Vâng, cái này nó tỏi. Đây là nấm rơm nha các bạn nhá. Đây là nấm nhân tạo. Nấm cấy. Nấm nuôi nhỉ. Đây là... nấm nuôi. Con ăn nấm không? Ăn đi ăn. Bố làm món nấm xào siêu cay nhá. À chua chua siêu chua. Là món nấm xào chua chua. Siêu cay. Siêu chua đi. Siêu cay nhiều rồi. Siêu chua đi. Chua không ăn được đâu. Chua không ăn được, phải ăn chua. Cay là ăn được, chua nha. Này không có món nấm đùi gà. Nấm đùi gà là nấm đùi con gà ấy. Con có thích ăn không? Con chưa biết. Ủa, mùi cái này như mỡ. Mùi như mỡ thật. Nấm này hơi nhiều chất dinh dưỡng luôn đấy. Mùi như đang đau đầu ấy. Ăn nấm mới khỏe. Còn khỏe. Nhìn có bóc con. Có sức mạnh. Có bóc con không có khỏe. Con tránh qua chất bay được. Nấm này các bạn phải bóp qua nhé, không thì nó nhất là nó ướt, thứ hai là xào thì nó ra nhiều nước. Bóp bố ơi, bố đi xe máy sao bố không đeo khẩu trang? Bố đi xe máy sao bố không đeo khẩu trang? Vâng, phải vắt qua một tí cho nó khô. Bố đi xe sao bố không đeo khẩu trang? Đã mua được đâu? Khẩu trang đắt quá. Trang đắt quá thì chẳng mua được. Có 50 thì được mua đồ. Ở trên mình có bán không? Ăn rau lang các bạn nhé. Ăn chanh phần của lợn. Cơm chưa bố mẹ, cơm chưa? Nấm xào xả ớt nha các bạn nhá. Con lấy chiếu ra đi. Siêu cay. Bố ạ, con nè. Đi gọi em về đi con. Oh,
Thoải mái mà. Không, không ăn cơm đâu. Con ăn cơm ăn cái gì? Một mình thế à? Một mình thì sao đây? Có cả bác Toàn nữa. Ừ. Em xào hai món nữa là xong rồi. Không, rửa kém nhỉ. Nấm xào xả ớt các bạn ạ. Bếp này yếu quá, yếu lửa quá. Hôm nay ăn chay rồi. Ăn chay là gì? Ăn chay là ăn cơm rau ấy. Rau lang xào tỏi. Ok, như vậy là đã xong bữa trưa rồi. Nó thích mẹ con nó không? Con ăn cơm nào. Làm sao đây? Con ăn cơm. Thịt nộm đi ạ. Con nộm thịt lộn. Sao đấy, ai chiêu bé đấy? Nó cứ bức xúc, đòi bảo con ăn cơm thì nó. Các bạn nước chấm ạ? Nước chấm. Canada tí. Ý. Hôm nay món rồi nhỉ? Hôm nay ăn thế đâu. Nay bảo ăn chay nhưng mà vợ nó lại làm cái món sườn kia lên. Thôi chót rồi phải lại ăn thịt tiếp. Không ăn chay nữa. Muốn ăn một bữa chay mà cũng khó nhỉ? Quay đấy, quay cho bé một tí cho khóc đấy. Không nhẹ nhẹ à? Thôi không khóc nữa. Hả? Ăn thịt này không uống rượu chả giống hổ lắm ạ. Ôi giời, lại phải lấy rượu rồi nhỉ. Thôi, rượu. Bảo lên lấy rượu nhé. Tí, làm tí nước nói ấy. Không thích nữa rồi à? Năm mới lại rượu này khó uống. Em mới thích uống rượu trắng rồi. Anh làm món gì đấy? Nước chấm á? Nước trắng đâu. Nước chấm kia không được à? Tại về nhà em cũng không, không cần đâu. Nhà em chung, trong chung có mà. Dạ. Rượu đầy mà. Cái này là rượu gì? Rượu phiêu luông nó nặng quá. Rượu nhà quả như vậy không? Ừ, hay đấy. Đoạn nó lên cơ.
Thôi nhỉ? Mình một mình à? Làm đi nhỉ? Gọi như thế. Thôi nhỉ? Đầu xuân năm mới nhỉ? Vẫn còn đầu xuân năm mới. Sức khỏe năm mới đấy. Chúc năm mới ạ. Đấy. Uống cái đã. Làm cái đã. Làm cái đã. Cái này là cái gì đây? Cái này. Cái này. Cái này. Cái này. Không có gì mà cái thăng bằng ấy. Nào làm cái đi chị. Mời vào chị. Hai vợ chồng anh chị hàng xóm. Đấy. Nào mời. Chúc mừng năm mới. Mời các bạn uống rượu cùng gia đình mình nhá. Mời các bạn đi. Mời anh chị nhá. Chúc đại diện của mấy gia đình Lý Sơn Trường nhá. Rồi ok em cảm ơn. Thế nhá. Ở nhà một mình nữa phải không? À. Mát đấy. Thôi hả? Làm một miếng. Mình cho ăn cơm luôn, anh đang nhà trường Thủy này mà làm trường. Thôi sang đây đi. Làm một miếng này. Ăn rồi à? Ăn rồi à? Nó đang đâu? Sao đây làm chán, anh đang ngồi nhà trường. Ở bếp đi. Ở bếp. Thử một miếng nấm xào siêu cay này anh xem nào. Mày thấy mặt bố không? Không thấy à? Đấy. Rồi, mời các bạn ăn món nấm siêu cay nhá. Ăn rồi. Phải ngon hả? Ngon đấy. Ngon. Công nhận nấm này ngọt thật. Đấy là thịt treo phải không? Thịt treo. Đây là thịt treo. Alo. Còn cái này là nấm xào thịt gà. Lúc đầu định là xào không cơ. Ôi, anh đang món đấy. Công tác cùng cám, nhưng mà về anh gọi nhé. Đang cơm ạ. Làm miếng cà đi chị ơi. Hả? Anh Toàn. Hoàn thiện là từ 17 đến 25 trên một căn hộ. Món cà để giải những cái mỡ tết. Cái cộng. Cái số nghiệp của anh giòn phết đấy. Làm vài lỗ. Làm cái đủ đôi đi nhỉ. Ừ. Chờ Thủy đang nhuận cái rồi. Ừ, tiếng. Chị. Hai chị em. Bảo cô ăn đi bảo. Nó chạy đâu rồi? Ăn xong rồi. Ăn xong rồi đây này. Mời các bạn làm một chén nữa. Vâng. Và có lẽ mình cũng sau chén này sẽ kết thúc video để tập trung vào ăn uống. Không tí mất tự nhiên. Rồi, mời các bạn đầu xuân năm mới nha. Và cũng chúc các bạn một năm mới luôn luôn thành đạt và hạnh phúc. Xin mời các bạn nhé. Các bạn thấy bữa cơm gia đình mình ngon thì cho xin một like nhé. Và đặc biệt là đăng ký kênh ủng hộ Trường Lý tiếp các video tiếp theo nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.